À, xin chào tất cả các bạn hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chủ đề à, rất là nhiều bạn quan tâm đó là à, mua nhạc bản quyền để các bạn sử dụng trong những video à, youtube để các bạn kiếm tiền thì đối với à, youtube á, thì các bạn sẽ có một cái thư mục là thư viện âm thanh hoàn toàn miễn phí nó sẽ bao gồm là nhạc miễn phí và hiệu ứng âm thanh có những bài hát các bạn tải về các bạn sử dụng miễn phí mà không cần phải ghi tên tác giả ngược lại các bạn à, phải ghi tên tác giả cũng như là đường liên kết đến cái trang web của cái tác giả đó ở trong cái phần mô tả của video tuy nhiên ở trong thư viện này á là nó không có nhiều bài hát do vậy là bạn muốn tìm một cái trang à, mà có nhiều bài hát chất lượng hơn các bạn sẽ vào trong cái trang web là epidemic sao com thì đây là trang web là các bạn phải mua nó sẽ có hai cái lựa chọn à, thứ nhất là cá nhân và thứ hai là thương mại cá nhân cá nhân thì các bạn có thể làm để các bạn upload trên youtube facebook instagram twitter và những cái nền tảng khác thì bạn sẽ có 30 ngày để các bạn sử dụng thử. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn mua và các bạn download bài hát ở trên trang này trong thời hạn tài khoản các bạn đang hoạt động thì bạn upload lên trên YouTube nó sẽ không có cảnh báo bản quyền, nhưng nếu tài khoản bạn mua đã hết hạn mà bạn upload các bài hát mà bạn đã download trước đó lên trên YouTube thì các bạn sẽ bị nhận một cái cảnh báo và kênh của các bạn á sẽ bị một cái gậy bản quyền về âm thanh. Thì để mua các bạn sẽ vào trong cái mục là uh, try it for free. Nó sẽ có 3 bước, bước thứ nhất là tạo tài khoản. Bước thứ hai là cái kênh và bước thứ ba là xác nhận để tạo tài khoản thì các bạn sẽ điền địa chỉ email của bạn vào các bạn gõ mật khẩu các bạn đánh lại mật khẩu lần nữa sau đó các bạn sẽ chết là tôi đã đọc những cái điều khoản ở đây và tôi trên 18 tuổi. Thì nó thông báo là bạn phải có 8 ký tự và không có khoảng trống. Cái bước thứ hai là các bạn sẽ thêm cái kênh YouTube của các bạn vào. Thì để thêm kênh YouTube, các bạn làm như sau. Thì đây là cái đoạn của kênh nè. Các bạn sẽ copy cái đường dẫn này. Các bạn sẽ dán vào trong cái phần là YouTube channel. Một điều lưu ý là những cái bản nhạc này bạn chỉ sử dụng cho kênh mà bạn đã đăng ký. Nếu mà bạn có Facebook thì bạn điền vào đây, Instagram hoặc là những nền tảng khác. Còn ở đây mình chỉ điền kênh YouTube thôi. Bây giờ mình bấm Continue. Nó sẽ cho các bạn một tháng sử dụng miễn phí. Thì giá của nó là 15 đô, tương đương với khoảng 330.000. Thì có hai hình thức các bạn có thể sử dụng thẻ visa hoặc là thanh toán qua PayPal thì ở đây mình sẽ chọn thanh toán qua PayPal. Và nó có ghi chú nè, bạn có thể hủy trước ngày 25 tháng 3 để tránh cái việc là nó sẽ thanh toán ha. Bây giờ mình sẽ chọn PayPal. Sau đó mình sẽ login in vào tài khoản PayPal. sau đó là chọn đồng ý và tiếp tục. Như vậy nó thông báo là đã xong rồi. Bây giờ để download thì bạn sẽ vào trong cái phần khám phá về âm nhạc. Thì cho cái trang này nè, nó có rất là nhiều những cái bản nhạc mà mình đã nghe thử thì mình thấy là rất là hay và chất lượng rất tốt. Nó sẽ chia ra à, nhiều thể loại nhạc. Đây, có rất là nhiều nhạc. Bây giờ mình sẽ tải một bản. Bây giờ mình thích à, hát ru đi, thì mình sẽ tải bản nhạc về hát ru. Thì trước khi tải á, các bạn có thể nhấn vào nút này để nghe thử nè. Bây giờ mình sẽ tải về. Đây là bài hát này. Bây giờ mình sẽ chọn là download tất cả những cái bản. Nó bắt là bạn cần phải xác thực trong địa chỉ email. Mình sẽ chọn là verify email. Như vậy nó thông báo là email đã được xác thực thành công. Bây giờ mình sẽ vào lại cái trang Epidemic sau mình tải về. Mình tải về ở này. Đây, nó download tất cả sau đó mình sẽ giải nén ra như vậy mình vừa chia sẻ với các bạn cách mua nhạc bản quyền để các bạn sử dụng cho những cái video để bạn upload trên youtube nếu bạn có những cái vướng mắt gì thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận video cảm ơn các bạn rất nhiều